Lại là Bư đây mọi người ơi. Thì video ngày hôm nay sẽ là story time the video. Mình hy vọng là cái câu chuyện ngày hôm nay mình kể sẽ giúp cho các bạn thư giãn và các bạn sẽ thích giọng của mình và sẽ giúp cho các bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn và giúp cho các bạn dễ ngủ hơn nữa. Câu chuyện mà mình định kể cho các bạn ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện mà mình tìm được ở trên mạng của tác giả tên là Nàng Pun. Mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay có tên là Người Anh Yêu Là Em. Mình mới xin phép tác giả là được đọc 3 chương trong bộ truyện thôi. Bộ truyện này thì có 44 chương, có 89 chương và 3 chương ngoại truyện. Thì mình mới xin phép tác chương thôi. Cái chương thì nó rất là, mỗi chương thì nó rất là ngắn, chỉ khoảng tầm một trang ấy thôi. Thì nếu bạn nào mà muốn, sau khi mà nghe mình đọc 3 chương của chuyện này mà muốn biết được những cái nội dung tiếp theo của các chương khác thì mình có để Facebook fanpage của tác giả Nàng Pun ở dưới phần description box. Các bạn có thể ấn vào cái link đó và tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện nha. Thì bây giờ mình sẽ đọc chương 1. Có thể là ngày Valentine. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ thánh Valentine, lễ thánh tình yêu đó các chị em ạ. Vào ngày này thì phải làm sao? Tỏ tình, lỡ có tương thầm, nhớ chôm anh chàng nào đẹp trai cứ tê rồi thì cứ mạnh dạn mà tỏ mà bày thôi. Tất nhiên là phải theo cách nào đó đáng yêu nhất có thể, dịu dàng nhất có thể, để anh trai đó chú ý, có phải không nào? Cô nàng Trần Bảo Nhi cũng đang tìm cách bày tỏ tình cảm nào khéo léo nhất đến anh chàng duy mạnh đẹp trai nhất cái lớp quản trị kinh doanh K58 này đấy. Nhưng vấn đề là ở chỗ chàng chẳng phải là người trong mộng của cô, thế mới lạ. Nguyên do là bởi cô đang đóng giả chị gái sinh đôi giống như hai giọt nước của mình, Trần Bảo Linh. Bảo Linh đang bị sốt suốt mấy ngày nay rồi, mặt nổi mẩn hết cả lên, chẳng đi ra ngoài gió được. Mà phải tối Bảo Linh lại mê lăn mê lóc anh chàng duy mạnh này từ từ ngày đầu tiên nhập học kìa. Nếu hôm nay không mạnh dạn tỏ bày thì biết đâu có cô nàng nào lại nhanh tay hơn mặt duy mạnh của Linh thì sao. Bảo Nhi đành chiếu chị mà mò đến cái lớp K58 quản trị kinh doanh này nhằm duy nhất một mục tiêu, tỏ tình thành công với Duy Mạnh. Bảo Nhi học tận bên trường thủy lợi cơ nên đến cái trường kinh tế này Nhi cũng bỡ ngỡ lắm. Dù cũng có đôi lần Nhi, Linh từng dẫn Nhi đi tham quan vào mấy ngày cuối tuần vắng vẻ, lần mò mãi Nhi cũng tìm được đến đúng lớp theo cái sơ đồ mà Linh đã phát ra. Vừa chót lọt vào lớp, Nhi thở phào một cái. Lớp đông quá ấy, chắc phải hơn 100 người. Nhi đang ngơ ngác, chưa biết ngồi chỗ nào, bỗng có bàn tay vỗ vỗ vai Nhi. Ê, Lão Mạnh kìa, bà tính gì chưa? À, hình như đây là Yến, bạn thân của Linh thì phải. Nhi cũng từng xem trên Facebook của Linh, nên không biết sơ sơ Yến rồi. Hai chị em Linh và Nhi không thích bị soi mói, bị nhầm lẫn, vì hai đứa quá giống nhau nên đã quyết tâm phải tách nhau ra thành hai thế giới riêng biệt từ nhỏ. Và hai đứa đã thành công cho đến lúc này. Nhi nhìn theo hướng Yến chỉ, Lão Mạnh yêu dấu của chị Linh kia rồi. Mặt Lão lạnh tê, đang ngồi nghe nhạc, bỏ mặc sự đời. Liệu hôm nay Lão đã được cô nàng nào tỏ tình chưa nhỉ? Ừ, tôi biết rồi, đã có kế hoạch. Hôm nay bà cười lạ nhỉ? À, ơ, sao hôm nay bà không tô tí son nào cho tươi? Hôm nay là phải xinh nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi, chốc tôi tô. Nhi ghét trang điểm lắm, trải điệu đà nữ tính được như Linh.
Nghĩa là lúc chuông reo hết giờ là Nhi đành vào nhà vệ sinh tô chút son mà Linh đưa để xinh được như Linh. Nhi chả biết tô nên hình như son lem cả ra ngoài môi ấy. Mà kệ, ai dè vừa bước ra Duy Mạnh cũng từ bên kia bước lại, khuôn mặt vừa rửa lấm tấm nước càng tôn thêm vẻ nam tính quyến rũ chết người. Mà chàng cũng ý thức được độ đẹp trai của mình hay sao ấy, nên là mặt chàng vênh lên song song với trần nhà. Nhìn ghét ghét sao đó, nhưng nhớ đến mấy lời năn nỉ thiết tha của cô chị, cô em là Bảo Nhi đành khẽ thở dài. Theo kế hoạch của Linh, gặp Mạnh ở chỗ vắng người là triển thôi. Ngại quá ấy, thôi đành. Nhi lên tiếng khẽ khẽ, mắt chăm chú nhìn vào mắt Mạnh. Bạn Mạnh, tôi thích bạn lâu rồi, bạn đã có bạn gái chưa? Son dính vào răng bạn đấy, bạn soi lại gương đi. Nói rồi Mạnh cứ thế đi, chả thèm nhìn Nhi lấy một cái. Cái gì? Sao hắn vô duyên thế chứ? Mà son dính răng thì có liên quan gì đến lời tỏ tình từ sâu thẳm trái tim người con gái chứ? Coi tưởng nghèo quá thì đáng. Nhưng mà thế là Nhi tỏ tình thất bại rồi à? Thế thì Linh sẽ buồn chết mất thôi, phải nghĩ cách nào đi chứ. Mạnh ơi, trưa nay tớ mời bạn đi ăn. Mình đi ăn nhanh đi. Mạnh tròn mắt. Cô nàng Bảo Linh bén lén mọi khi, hôm nay mời Mạnh ăn trưa rồi lại còn thách thức ăn nhanh. Mạnh quay lại nhìn Nhi cười cười. Nếu tớ thắng thì sao? Mà cậu thắng thì sao? Nếu tớ thắng thì cậu làm bạn trai tớ, còn nếu cậu thắng thì cậu sai gì tớ cũng được. Mạnh mỉm cười gật gù, đi theo Bảo Nhi ra căng tin trường. Nhi mừng húm, cơ vội vàng đây rồi. Nhi ăn nhanh lắm, từ trước đến giờ chưa ai thắng được Nhi cả. Về này Mạnh là của Linh rồi. Cơm đến rồi, 1, 2, 3 bắt đầu. Nhồm nhòm, chắc hai nhìn Nhi lúc này đều phát cười lăn cười bỏ ra ấy. Cứ mặc kệ, mục tiêu là quan trọng, thể diện tát để sau đi. Nhi cố nuốt, lấy nuốt để nuốt đến phát nghẹn. Ai dè vừa ngẩng mặt lên thì Mạnh đã ăn xong từ đời tạm hoánh nào rồi. Nhi ức, ức đến phát khóc. Tại sao hắn lại ăn nhanh hơn Nhi chứ? Nhi đã cố gắng ăn nhanh lắm rồi mà. Thế này thì chị của Linh và chị Linh của Nhi sẽ khóc ròng mất thôi. Với đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng vì ấm ức và tiếc nuối, Nhi chấp nhận thua cuộc, chấp nhận từ biệt mối tình đầu của Linh. Là tại Nhi tất cả mà. Nhi đứng dậy, định ra quầy tính tiền. Cậu thua rồi, cậu định bỏ đi đâu? Tớ ra quầy tính tiền, tớ mời cậu mà. Cậu định trốn tránh trách nhiệm của kẻ thua cuộc chứ gì? Để tớ thanh toán xong, xong đã rồi tớ quay lại. Cậu ngồi xuống đã, biết đâu cậu bỏ trốn đi sao? Được rồi, thế cậu sai thì tớ nào? Mạnh cười, khuôn mặt hơi ửng hồng. Rồi Mạnh buông một câu làm Nhi sững sờ. Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ. À, Nhi tỏ tình thành công rồi. May quá là may. Linh ơi, chờ em về báo tin cho Linh mừng nhá. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Thánh Valentine. Nhi rưng rưng xúc động nhìn Mạnh. Cảm ơn Mạnh nhé. Chương 2. Có gì đó sai sai. Mạnh cười, rồi Mạnh đứng dậy ra quầy tính tiền. Hắn cũng khá lăng đấy nhỉ. Linh về này gặp may rồi. Nhi mừng lắm, vội vội vàng vàng muốn về báo tin cho Linh ngay. Nên là Nhi đi ra chỗ Mạnh đang chờ thu ngân để từ biệt. Hôm nay cảm ơn Mạnh nhiều nhé, tớ về trước đây. Mạnh hơi ngạc nhiên sẽ lên tiếng nói, bởi Mạnh đang tính mời Nhi đi uống nước, nhưng cũng đành gật đầu. Yeah, tiếng Linh hét lên vì mừng rỡ. Mạnh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lạnh lùng, chuẩn sải của soái ca ngôn tình, giờ là bạn trai của Linh thật rồi sao? Linh cũng không ngờ đấy. Bình thường ở lớp, Linh toàn lén nhìn chỗ Mạnh, mà Mạnh chẳng bao giờ thèm nhìn lại cái nào. Sao hôm nay con Nhi này lại may mắn thế nhỉ? Chắc Mạnh cũng thầm thích Linh từ lâu rồi, nên Nhi mới dễ xử Mạnh thế chứ. Linh đinh ninh là thế. Mấy ngày dưỡng bệnh đã qua, Linh đã xinh đẹp trở lại. Tô điểm một chút cho xinh, cho đẹp, cho xinh rồi đến lớp nào. Giờ Linh đã là bạn gái của hot boy Duy Mạnh rồi đấy. Mà Linh cũng xứng đôi với chàng ghê lắm, chả có ngại chút nào. Mạnh kia rồi, Mạnh đến lớp sớm ghê. Hôm nay Linh đã đến sớm lắm rồi đấy. Lớp hình như chưa có ai cả.
Linh Hưng cũng mở lời chào. Chào, chào Mạnh. Ừ, chào Linh. Mạnh cười tươi rói. Hình như chưa bao giờ Linh thấy Mạnh cười tươi thì đã đẹp trai lại càng đẹp trai, làm tim Linh rung cấy vô mất rồi. Linh ra chỗ mình ngồi cạnh, giờ Linh là bạn gái Mạnh rồi mà. Mấy ngày qua Linh bận gì à? Tớ không liên lạc với Linh được. Ừ, tớ ốm. Sao không cho tớ biết? Thôi, tớ ốm xấu xí lắm, không thích ai nhìn. Có sao đâu, ai chả có lúc ốm. Thấy Mạnh quan tâm, Linh vui lắm. Mình à, Mạnh đưa vở cho Linh, để Linh không bỏ lỡ bài. Rồi trưa, Mạnh mời Linh đi ăn, cùng ra căng tin trường. Tớ không ngờ con gái có thể ăn nhiều và nhanh một lúc như thế. Tất nhiên quá trình cứ cầm Mạnh thế nào, Nhi đều đã tường thuật chi tiết và tỉ mỉ cho Linh biết. Thế nên Linh nghe mà ngượng chín mặt. Liệu mình có chê Linh xấu điếc ăn không nhỉ? Linh phải ăn nhẹ nhàng hơn để gỡ gạc lại thể diện mới được. Ừ, hôm đấy tôi đói quá, Mạnh thông cảm cho tớ nhá. Rồi Linh ăn nhẹ nhàng như mèo ấy. Thì tại ngày thường Linh cũng ăn uống nhỏ nhẹ lắm, cơ mà hôm nay còn nhỏ nhẹ hơn. Thịt mỡ Linh không ăn được nên Linh gạt riêng ra. Mạnh hơi ngạc nhiên một chút. Hôm đó có mấy miếng thịt ba chỉ phao phao mỡ mà Linh chén tốt mà nhỉ. Vừa Linh vừa ăn, Linh còn vừa ngước mắt cười duyên với Mạnh. Hình như có gì đó sai sai. Ăn xong, Mạnh ra quầy tính tiền. Linh không quên lôi gương ra, lấy son tô điểm những đường sắc sảo thuần thục trên đôi môi trùng chím. Những chi tiết này cũng không qua được mắt của Mạnh. Hôm đó, Linh còn tô cả son vào răng cơ mà. Mạnh ơi, cho mình đi đâu đó uống nước đi. Tôi lại có chút về với tụi bạn, Linh cứ về trước đi nhé. Linh hơi bực, mới yêu nhau mà đã lâu là bạn gái rồi. Linh hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh Linh lại cười duyên dáng với Mạnh. Ừ, thì tớ về trước đây, tối mình nhắn tin nhé. Ok, bye Linh. Mạnh trừ thanh toán tiền mà hơi bần thần, rõ ràng là Linh đó, mà sao cảm giác cứ khác khác hôm trước. Cả cảm xúc của Mạnh nữa, trôi tuột đi đâu mất tiêu rồi. Mà cũng chả có tụi bạn nào cả, chỉ là Mạnh thấy mệt, muốn về đi ngủ thôi. Chờ mãi chẳng thấy Mạnh nhắn tin, Linh đành nhắn trước cho Mạnh. Mạnh ơi, tớ Linh đây. Mạnh đang làm gì đấy? Tớ đang đọc cuốn Bố Già. Hay lắm đấy. Linh đọc chưa? Tớ chưa. Thì hôm nào Mạnh cho tớ mượn nhá. Ok. Chẳng thấy Mạnh nhắn lại nữa. Bực ghê ấy. Bạn trai kiểu gì đấy nhỉ? Linh quăng cái điện thoại ra giường, rồi lấy laptop đọc mấy tin chăm sóc sắc đẹp, bí quyết giữ chàng trên mạng. Bên phòng Nhi, Nhi đang chơi game. Ui chà, game là nhất. Nhi thích có một anh bạn trai với mục đích duy nhất là có người chơi game cùng, mà chưa kiếm được ai. Mà kệ thôi, chắc duyên chưa đến. Chị Linh duyên dáng của Nhi giờ đã có người yêu rồi. Nhi Nhi chẳng dám rủ, mà rủ thì hầu như là Linh từ chối mà. Nhi chán chẳng buồn rủ ấy. Chương 3, sự khác biệt khó giải thích. Suốt mấy ngày sau đó, Mạnh và Linh vẫn chẳng tiến thêm được chút nào. Sáng hai đứa ngồi học cạnh nhau, rồi buổi trưa đi ăn, nói dăm ba câu chuyện. Lúc tán gẫu, Linh cũng chỉ cười duyên thôi, chứ cũng chẳng phản bác gì quan điểm của Mạnh, nên cũng coi là hợp chuyện. Ăn xong, Mạnh toàn thấy mệt muốn về đi ngủ. Tối đến thì Linh nhắn trước cho Mạnh, nhắn được mấy tin là Mạnh lại biến mất dạng. Linh băn khoăn lắm, có ai yêu mà lại thế không? Linh chưa từng yêu ai nên cũng chẳng rõ mà. Rồi Linh chia sẻ những tâm sự đó với Nhi. Nhi thương Linh lắm, nên là Nhi lại muốn giúp Linh tiến xa hơn với Mạnh. Nhi hiểu mà. Nhi đoán là chị Linh của Nhi rụt rè quá nên Mạnh ngại, cứ để Nhi ra tay cho. Sáng hôm ấy, Nhi lại đến lớp của Linh. Mạnh vẫn chưa đến. Nhi vào ngồi ở bàn thứ ba theo lời Linh để chờ. Mạnh đến rồi kìa. Nhi vẫy tay Mạnh. Hey, Mạnh, ra đây ngồi với tớ. Mạnh lại bắt đầu ngạc nhiên. Linh vẫy tay gọi Mạnh, mà hình như son lại dính vào răng của Linh. Răng cậu lại dính son này. Nhi đỏ mặt. Mạnh liền lấy tay lau son cho Nhi,
làm gì bất ngờ, quay mặt đi xấu hổ. Thân mật thế này có lỗi với linh chết. Không được. Thôi, để tôi tự lau được. Nhi lúng túng. Cơ mà Nhi không có cầm gương. Có bao giờ Nhi cầm gương đâu cơ chứ. Có cái son linh rủ cho Nhi là tốt lắm rồi. Thế nên Nhi đành chạy ra nhà vệ sinh để lau son. Chẳng hiểu sao, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mạnh đã đứng đó chờ. Mặt Mạnh đỏ như gấc chín. Rồi Mạnh để Nhi sát vào tường. Mạnh hôn Nhi. Nhưng Nhi đâu muốn thế. Mạnh vừa chạm nhẹ vào môi Nhi là Nhi đã đẩy Mạnh ra rồi. Mạnh lúng túng, hơi bực nữa. Tớ hôn bạn gái của tớ thì có sai, có gì sai nào? Mình mới yêu nhau thôi mà, tớ chưa quen cho lắm. Mạnh cho tớ thêm thời gian nhé. Ừ, thôi mình vào lớp đi. Tình hình rất có lợi nên chỉ một lúc sau, Nhi đã ra khỏi lớp. Bước ra khỏi cổng trường đổi cho Linh đi vào. Hai đứa rất cẩn thận nên khẩu trang kín mít. Chẳng ai biết có hai khuôn mặt giống nhau như photocopy đang được giấu kín trong đó, lại còn trong bộ đồ giống hệt nhau. Vừa thấy Mạnh, Linh lại ngượng ngùng, bé lên đi vào ngồi cạnh. Son trên môi Linh lại sắc nét rồi. Mạnh hơi nhíu mày. Thực sự quá là khó hiểu. Mạnh ơi, trưa nay mình đi ăn chỗ khác nhé. Ừ, cậu thích ăn ở đâu? Mình ra quán ven hồ đi, ngồi cho yên tĩnh. Ok. Linh ra quán tấm cơm tấm ven hồ trước đợi Mạnh. Hai đứa đi hai xe máy bởi Mạnh chưa ngỏ ý đưa đón Linh. Một lúc Mạnh cũng vào quán. Linh gọi hai suất cơm tấm giờ non rồi cho phục vụ đựng bưng ra. Cậu không ăn được thịt mỡ à? Ừ, tớ sợ thịt mỡ lắm. Thế sao hôm trước cậu ăn được thịt ba chỉ? À, tại hôm đó tớ đói quá mà. Mạnh không nói nữa, chỉ nhìn ra hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nắng tháng hai tươi thắm lại, xe xe lạnh như mời gọi các đôi bạn trẻ sao bước trước hồ. Linh ngỏ ý muốn đi dạo hồ cho tiếp cơm. Mạnh đồng ý, thanh toán tiền ăn rồi bước ra ngoài trước Linh. Linh còn nón nán lại tô son, nhìn nhà kết gương một lúc rồi mới ra ngoài. Linh ngồi xuống một chiếc ghế đá, Mạnh cũng ngồi xuống cách Linh. Xung quanh ngày ạ, hai đứa cũng vắng người bởi đang trưa, nhưng đây đó quanh hồ cũng có vài đôi đang tình tứ. Có vẻ họ cũng như đôi tình nhân Mạnh và Linh, nhưng hình như không phải. Thấy Mạnh ngồi cách xa mình, Linh không vui chút nào. Linh khẽ gợi ý, trưa rồi mà vẫn hơi lạnh Mạnh nhỉ. Mạnh hơi giật mình bởi Mạnh mày nghĩ về Linh lúc nãy. Tại sao khi đi ra khỏi lớp một lát, Linh lại khăng khác? Khác thế nào thì Mạnh không thể giải thích nổi. Làm sao có thể như thế được nhỉ? Linh lạnh à? Tớ lại thấy hơi nóng. Hay Linh mặc thêm áo tớ nhá. Nói rồi, Mạnh cười ở khoác ra đưa cho Linh. Linh bực lắm. Linh chỉ muốn Mạnh ôm Linh thôi mà. Linh nhào vào lòng Mạnh. Thế này mới ấm được. Mạnh thấy không thích. Chẳng hiểu sao lại thế. Rõ ràng không phải cảm giác này. Mạnh không thấy tim đập mạnh như lúc nãy, mà chỉ thấy bực bội sao đó. Mạnh chỉ cảm thấy như mình bị con gái theo đuổi, mà bao lần phải từ chối. Chỉ lần này khó có thể từ chối bởi cô gái này đã là bạn gái của Mạnh. Rồi Mạnh đứng dậy, mặc cho Linh ngỡ ngàng vì bị hất ra. Tớ có việc phải về trước, Linh về sau nhé. Linh sốc lắm. Mạnh lại trốn tránh Linh rồi. Tại sao Nhi thì được mà Linh thì không? Rõ ràng là Linh còn duyên dáng hơn Nhi mà. Có lẽ là nào Mạnh yêu Nhi mà không yêu Linh. Ok. Thì mình đã đọc hết 3 chương của câu chuyện Người anh yêu là em của tác giả Nàng Vốn Thôi. Thì nếu mà bạn nào vẫn còn muốn tiếp tục theo dõi nội dung của chuyện thì hãy ấn vào cái link mà mình để dưới description box. Bạn tác giả Nàng Vốn đã up cái bộ chuyện này ở trên fanpage.